Hi, xin chào các bạn. Các bạn ơi, xin các bạn một phút nhé. Mình có một đôi lời muốn nói nhanh thôi. Có nghĩa là bây giờ mình đang có một cái chương trình từ thiện các bạn ạ. Là ngày 25 tháng 10 mình sẽ đi làm từ thiện miền Trung. Thì rất hy vọng là có được sự ủng hộ chung tay của cùng cộng đồng của các bạn. Nếu mà các bạn có gì muốn gửi đến đồng bào miền Trung nhưng các bạn không đi được thì hãy thông qua Hải, Hải sẽ trực tiếp chuyển vào trong đó. Hình thức thì các bạn cứ mình sẽ có để cái số điện thoại, địa chỉ nhà của mình hay là số tài khoản các bạn muốn ủng hộ cái gì thì các bạn ghi rõ nhá, người ở đâu ủng hộ như thế nào. Và mình cũng xin các bạn tự quay một cái đoạn clip ngắn khoảng 30 giây đến 1 phút để các bạn có những đôi lời nhắn nhủ động viên đồng bào miền Trung các bạn nhé. Sau đó mình sẽ làm một cái clip đó hoàn chỉnh thành một bộ phim để cùng nhau động viên bà con trong miền Trung để trải qua cái giai đoạn khó khăn lũ lụt như này các bạn nhé. Thì rất mong là các bạn ủng hộ Hải. Tất cả những cái clip ngắn này mình sẽ phát trên video, sẽ gắn vào cuối video từ bây giờ là ngày 17 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020 các bạn nhé. Sau đó thì có như thế nào thì mình sẽ trực tiếp các bạn có thể là xem trên fanpage của mình này, Facebook fanpage, rồi Zalo, TikTok hoặc là kênh YouTube Sapa TV các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Hy vọng chúng ta sẽ có một cái buổi thiện nguyện ý nghĩa và cổ vũ tinh thần cho đồng bào miền Trung các bạn nhé. Ok, bye bye các bạn. Bây giờ mình lựa chọn rồi các bạn ạ, mình sẽ chọn hai cái đùi này nhé. Đấy. À, tuyệt vời. Đó. Còn chưa? Hấp dẫn chưa? Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với video chợ phiên tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại một cái chợ của người Nùng, người Mông. Và người Tây các bạn ạ. Chào chị nhé. Thì đây là mình đang ở phía ngoài cổng chợ các bạn ạ. Thì khi Hải quan sát thấy là ở đây họ bán măng này, rau dớn này, rau tàu bay này. Đây là rau tàu bay này, này nấu canh ăn ngon lắm. Này bao nhiêu là mớ đấy hả em? 2.000 là mớ à? Ô, rẻ nhỉ. Chào cháu. Đây là trong này là bán xoong nồi. Ở đây thì, mọi người ra chợ thì ở phía xa đấy đấy, cho nên là họ cũng đi mua dự trữ. Chào mọi người nhá. À, xem kênh của anh à? À, bố em xem suốt đây. Bán hàng gì đây? Bánh à? Bán đắt hàng nhá. À. Ở đây thực sự là một cái chợ quê luôn đấy các bạn ạ. Mình nhìn thấy người dân ở đây, họ vẫn còn giữ được đúng cái nét truyền thống. Cái nét truyền thống ở đây chính là những cái trang phục truyền thống này. Đó. Đây là mấy chị em bán đậu này. Đây có lẽ là khu vực bán rượu. Bây giờ ở Việt Nam mình rất hiếm hoi, hiếm
có những cái chợ mà nó mang đậm bản sắc vùng cao. Mình rất thích những đi đến nơi mà họ vẫn giữ được những nét truyền thống, chẳng hạn như là từ trang phục, từ những trò chơi dân gian. Ở đây xem có trò gì đây. À, có trò ném vỏ này. À, mua theo vòng này. Bao tiền một vòng đây? 10.000 đi. 10.000 được mấy vòng anh? 15 vòng. 15 vòng à? Ôi ừ. Thì là à, thôi thôi. Đều không được các bạn ạ. Có vẻ trò này khó chơi hơn. Không được rồi. Nó mày vào nào, sao đâu? Trò này cái thứ có vẻ khó lắm các bạn. Giờ mình sẽ vào cái chỗ khu ẩm thực trong chợ để bán cái gì các bạn nhé. Chào chị nhá. Chào ông, bạn chào ông nhá. Con xin phép quay một chút ạ. À, các ông đang nhậu đây là có một bát đậu này, với lại là có vài củ lạc các bạn ạ. Ôi ô. À rồi. Chào chị nhá. Mình bán phở hả chị? À. Trong này là có phở ngan à? Bán phở gà ấy. Ngan gà. Bán thế nào em, bao nhiêu được bán? 20.000 này, giá hợp lý nhỉ. Đây, bà con ăn rất là đông rồi. À. Em đây, anh Ngà Sapa phải không? À, chào anh em nhá. Nhậu à? Làm chết anh. Rồi rồi xin chào Ngà nhá. Đang lái xe không? Mua cái đấy là gà hay gì đấy? À, gà gà ạ. Anh em ăn đi. Em đang chiến canh của anh rồi. À thế à, anh cảm ơn. Anh thắng cảnh phải không? À, đúng rồi, đúng rồi. Anh ra đây coi anh ra nhá. Ôi dồi ôi. Đây đây vẫn có người xem kênh của mình thôi. Chào các ông nhá. Hả? Đã khai trương rồi. Vâng vâng. Ở đây toàn là phở quá. Cô đang ngồi ở quán phở để bán quả thảo quả các bạn ạ. Chào cô nhá. Người dân ở đây rất là thân thiện luôn các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Có gì ăn sáng đây em? À, ở đây có chỗ nào bán thắng tố rồi em? Thế à? Chào cô nhá. Chật gà làm phở. Con này là con vịt đấy cô? Con ngan à? Sao nó bé đấy? Con ngan nhiều ơi mà, con đó mà. Bao nhiêu tiền con đấy hả? Cô ấy tưởng mình không mua sao các bạn ạ. Ơi các bà có bộ quần áo đẹp quá. Cho cháu hỏi là mình là người dân tộc gì ạ? Người Nùng ạ. À. Đấy các bạn ạ, riêng người Nùng thôi mà đã có mấy cái trang phục khác nhau rồi.
Đây nhìn này. Em ăn ông chi ăn được cầu vâng kìa. Cái chuyện trực khuôn đây chơi. Đấy các bà đi ăn phở 10.000 một bát các bà. Phở là bao tiền một bát? 10.000 à? 10.000. À thế ở đây đại đa số là mọi người bán phở ấy các bạn nhé. Cái khu vực ẩm thực này từ đầu kia đến đầu này là toàn bán phở. Phở thì chỉ có phở gà. Phở gà thôi. Phở gà, phở ngan. Chào em nhé. Ui con gà này ngon nhờ. Gà này bán như nào đây em? Cô 100.000 một đĩa à? Một đĩa có được nửa con này không? Đủ đĩa, từ tầm này được một đĩa không? Một nửa này là được một lưng nửa thì thôi à. Con này gà thế là hơn 3 cân đấy. À thế ạ à. Cho cháu ăn. Cháu lấy hai. Xì xít thèng. Cháu lấy hai cái đùi cô ơi. Hai cái đùi bao nhiêu tiền? Hai cái đùi à? Hai cái đùi cô cắt như này này. Hai cái đùi cắt vâng. Như này à? Vâng. Hai cái đùi cắt như này là 120. Cả hai cái đùi á? Một cái 120. Ờ. Một cái đùi này 120. Thế cả một miếng này là bao tiền? Cả một miếng này á? Ờ. Cả một miếng này thì 108. Ờ. Bây giờ mình lựa chọn rồi các bạn ạ. Mình sẽ chọn hai cái đùi này nhá. Mình với bạn cameraman. Mỗi anh em một cái đùi. Rồi cô cắt đi. Em vừa cắt vừa xoay à? Vâng. Cô để nguyên cho cháu không được chặt ra nhá. Biết rồi. Vâng. Tôi phải cắt cái này ra. Nó nước không vướng. Vâng. Cái này là gà sống thiến các bạn ạ. Cái này là gà gọt sống với thiến đâu chứ, nó gãy thôi thiến mà. Không ai thiến gà mái đúng không? Ngon. Đây, đúng rồi. Đi chợ phiên vùng cao này sướng là phải ăn gà. Ở đây người ta nuôi là toàn bằng thóc thôi các bạn ạ. Nó thì nó ngọt, nó cứng cắt. Vâng. Đây là gà này cô tự nuôi luôn à? Cái gà này mua đây, mua trong làng đấy. À mua trong làng người bán làm hàng đúng không ạ? Nhà gần chợ đây không nuôi được gà to hết đâu nó. Vâng. Không ấy. Cứ thế là phải ăn. Vâng. Đấy. À, tuyệt vời. Hai cái này là 70.000 một cái rồi. Mỗi cái 70.000 đấy. Vâng. Hai cái là 150. Ồ cháu có thế mà cháu cứ tưởng là 70.000 hai cái. Thế thì con đào của bà là hơn 300. Nói đùa thôi, nói đùa thôi. Bà tưởng là... Bà nói thế ở trong này nó mới hay. À đây các bạn nha, đây là cái phần đùi gà của tôi với bạn cameraman này. Đó. Thì ở đây tôi có order thêm 5.000 phở đó các bạn ạ. 5.000 phở. Đấy, vậy là một cái đùi gà đây. Cho đây để ăn kèm với phở. Đây gọi là phở gà các bạn ạ. Phở gà vùng cao. Đây là để cho bạn này cameraman nhé. Đây, cho bạn này cái đùi to hơn các bạn ạ. Đây, đây cameraman này cho là cái đùi to này nó ăn cho bé mồm sướng. Đó, mình cái đùi bé thôi, mình đang ăn kiêng ấy. Rồi bây giờ mình xin phép mời các bạn nhá. Đây chấm với muối ớt này. Cameraman vừa đi làm muối ớt xong này. Đó. Đó. Còn chưa? Hấp dẫn chưa? Mời cả nhà nhá. Ăn xong rồi sẽ đưa các bạn đi chơi chợ nhá. Rồi mời các bạn nhá. Ừ.
Đúng rồi, gà sống thuyến các bạn ạ. Ăn cái da của nó à. Da giòn lắm. Còn thấy gà nuôi ngô, gà nuôi ngô rất là vàng luôn. Bây giờ mình ăn hết cái đùi gà, tính ăn phở không? Ngon, đúng mà. Con gà đi du lịch trong mùa mình sướng rồi đấy. Cái câu của mình các bạn ạ. Đi mà sợ phiên mà đói quá là phải chống vật ngay. Ngon chưa? Đấy. Rồi, đây các bạn này, nhìn ngon đi. Ngon. Ăn thêm một chút phở nữa bạn ạ. Trời ơi. Trời bắt hơi sơ quá. Em nghe nào. Là tí phở không? Phải bắt đi. Ngon thật đấy. Thật dữ. Nói thật với các bạn à, ăn này mới có sức để đi quay phim chia sẻ với các bạn. Ngon dữ luôn. Rồi, ngon thế mới. Đúng bên gần. Gân này to quá cô ạ. Không mà cái gân nó cứng quá. Con này nó là gà sống thuyến. Dạ. À. Cái này nó mới béo này con nhỉ. Không phải sụt là mới ngon à? Đúng không?
Hai cái đầu chối rất là ngon. Cái đầu chối này là giòn lắm. Ừ. Đùi gà nó ngon quá nên nó không thể nói được gì luôn. Nó quá ngon. Không ạ. Bây giờ mình ăn phở nhá. Sau đó mình đi quay. Bảo anh chờ xem chờ này có cái gì nhá. Các bạn chờ chút. Chúc ông ngon miệng nhá. Vừa ăn đùi gà các ông tròn xe mắt rồi. Quay ông một tí à. Đây. Ông lên TV nhá. Chúc ông ngon miệng. Vâng. Thôi bây giờ vừa mới ăn xong các bạn ạ. Bây giờ mình lại đưa các bạn đi chơi nhá. Vòng quanh chợ một tí. Đây phía ngoài này thì khu vực bán smartphone. Còn chỗ này là bán cái này là bán cái gùi này. Đây cô bán gùi. Vừa mới ăn no phát làm cái đùi gà phát là bây giờ có năng lượng ngay. Rồi có sức sống ngay các bạn ạ. Còn các cô này là bán bạc này. Thì, ở đây người nùng hay rất hay chuộng cái bạc ấy, là một những cái đồ trang sức không thể thiếu được. Ôi con lợn này khủng nhá. Chào anh nhá. Chào anh nhá. Ui ôi cái bì của nó này. Đây lợn tây. Ha? Đây lợn tây. Con lợn tây à? Ác nhờ. Bảo lì lợn con lì lợn miệng hơm ơ. Ổ lì này mơ, ổ lì này. Bên nó khá tự. Khẹt hả? Ê ô, dê ơi. Thôi giờ mình sẽ đi lượn một vòng thôi. Chú ơi, cái củ này là củ gì đấy? Củ thảo quả đấy. À, củ thảo quả đấy à? Vâng. Củ này bán như nào đây? Lấy nè, lấy là 10.000 đấy. Hả? Lấy đống 10.000 đấy. À, 10.000 một đống này các bạn ạ. Củ thảo quả này. Được không? Đây là quả thảo quả nhá. Quả này thì bán bao nhiêu tiền một quả này? Lấy là 10.000 đấy. À, thế à? Rẻ nhờ. Thế bên này cũng thế à? Bên này là 20. 20 à? À, à. Cái này to. À, cái này to hơn. Ồ. Cái này có thể ngâm với lại là măng luôn nhá, ăn ngon lắm. Ôi, chào cảm ơn. Quả thảo quả này xào với thịt thì cũng tuyệt vời mà. Ngon. Đây là mướp đắng rồi không? Hả? Quả mướp đắng à? Mua đấy. Vâng, à đi mua về đúng không? Bên này các cô cũng bán rượu các bạn ạ. Đây là các bà bán rượu này. Rồi mình thích cái ở đây là rất nhiều những cái trang phục truyền thống ấy, đẹp. Chào chú nhá. Chú ơi, cô chụp này bao tiền một chùm này đây? 20.000. À, chùm to này là 20 à? Vâng. Cái này nó chưa già đâu nhỉ, nó phải chín đấy chứ nhỉ? Vâng, chưa già rồi, chưa già đến rồi sẽ vui rồi. À thế ạ, vâng, chào cảm ơn. Đây là cũng bán thảo quả luôn này. Còn khu vực phía trong này là bán cái đồ phòng chậu bát nồi này. Đây chị này bán lê à em? Bán lê à?
Bao tiền một mô này? 10.000 ạ. À 10.000 à? Ừ. Cái bên này là các bà đang đàm phán để mua măng à? Bán măng à bà? Ở đây là cũng bán chè với bán rau tàu bay nha các bạn nhé. Ở đây cái mặt hàng thì nó không đa dạng, phong phú, nhưng mà cái người mà đi chợ ở đây các bạn ạ, người ta rất là chân chất luôn. Đó, đây họ ở trên núi cao xuống này nên là mọi người cũng muốn mua rất là nhiều đồ. Đấy các bà, đây là hôm nay ra phiên chợ là bà nào cũng mặc quần áo rất là đẹp luôn. Nhiều bạc này. Đấy, trang phục truyền thống của người Nùng nếu mà đầy đủ hết đấy là phải nhiều bạc cái này đấy các bạn ạ. Con cho con hỏi một chút là mỗi một bộ này khoảng bao nhiêu tiền hả bà? Ô, chả biết đâu. Không biết à? Cái này mình tự làm à hay là đi mua đấy? Mua đi. Ngày đi mua về à? Họ làm thôi bà. Họ làm thôi. Thế các bà xuống chợ này đã đi ăn phở chưa? Không có tiền ăn đấy. Ăn rồi, ăn xong. Ăn xong rồi đúng không? Ừ, ăn xong. À, đấy, con. Trang phục đẹp quá. Rồi, con cảm ơn nhá. Thế các bạn lại là chuyển tiếp nhá. Ừ. Justice đón nào mà. Đây là người Mông các bạn nhé. Khu vực này các bà bán ớt này. Ở đây người ta chia theo mô thì cứ bán theo mô thôi mà. Đấy, ở đây cũng thảo quả này. Chào cô nhé. Thảo quả tương đối là to luôn. Rau tàu bay đây bao giờ mớ đây em? 2.000 em ơi. 2.000 á? Ừ. Cái này về xào à hay gì? Luộc lên ăn chị anh. À thế à? Có gì ăn thì ăn tạm. Có gì làm rau xanh ăn nữa. À thế không à? Có rau gì ăn đâu. À. Cái này là em đi bán bạc đúng không? Yeah. Anh xem gì mà. Ủa nhiều bạc thế. Anh từ Sapa lên à? Ờ sao biết? Không biết. Yeah. Ai, bánh bao em bé đang bán hải sản đấy. Yeah. Đây là cá này, gà này. Năm nay bao tuổi rồi em? Dạ em 18 ạ. À, em có người yêu chưa? Em chưa. Yeah. Yêu anh không? Bánh bao nóng. Chưa tí nữa các bạn ạ. À. Em là người... Dạ em người trên này. Em là người Nùng Tây à? À. Đây bạn này, bạn gái này người Tây các bạn ạ, rất là xinh luôn. Thôi nhưng mà không trêu bạn ấy để bạn ấy bán hàng. Chúc em bán đắt hàng nhá. À, các bạn ơi, vừa rồi là Oánh chén xong cái đùi gà ấy, thì bây giờ mình lại gặp một cửa hàng bán dê các bạn ạ. Thì hôm nay đi chợ phiên về mua một ít dê về để tối rủ mấy thằng con trai cho nó ăn rượu. À cho nó ăn nó gặm chân dê để nó thích mà. Tôi lấy cho anh cái đầu dê với hết những cái chân đấy đi. Tôi chờ đâu. Không cần luôn. Dê mới là cái chân dê các bạn ạ. Đây này. Tôi là lấy chân mà lấy cả hết cả thịt luôn các bạn ạ. Thịt này. Còn tí thịt dê nào hết à? Lấy da dê cho vào đây này. Wow, sau vừa mới hốc cái đùi gà cũng tương đối là no các bạn ạ. Chợ thì ở đây họ không có nhiều đâu mà họ chỉ chợ nó chỉ nhỏ xinh xinh một tí thôi. Mọi đại đa số là người ta ra đây để mua hàng ấy. Vì là chợ vùng cao đâm ra là không có nhiều mà những hàng hóa phong phú. Đại đa số là người dân có cái gì thì bán cái đấy đâu mà. Đó. Thế là lượn một tí nhé, thôi là hết chợ rồi. Ok, Hải cũng xin phép kết thúc video tại đây các bạn nhé. Hẹn các bạn vào những video kế tiếp nhé. Bye bye. Hi, xin chào các bạn. Các bạn ơi, xin các bạn một phút nhé. Mình có một đôi lời muốn nói, nhanh thôi. Có nghĩa là bây giờ mình đang có một cái chương trình từ thiện các bạn ạ. Là ngày 25 tháng 10 mình sẽ đi làm từ thiện miền Trung.
thì rất hy vọng là có được sự ủng hộ chung tay của cùng cộng đồng của các bạn. Nếu mà các bạn có gì muốn gửi đến đồng bào miền Trung nhưng các bạn không đi được thì hãy thông qua Hải, Hải sẽ trực tiếp chuyển vào trong đó. Hình thức thì các bạn cứ mình sẽ có để cái số điện thoại, địa chỉ nhà của mình hay là số tài khoản các bạn muốn ủng hộ cái gì thì các bạn ghi rõ nhé, người ở đâu ủng hộ như thế nào. Và mình cũng xin các bạn tự quay một cái đoạn clip ngắn khoảng 30 giây đến 1 phút để các bạn có những đôi lời nhắn nhủ động viên đồng bào miền Trung các bạn nhé. Sau đó mình sẽ làm một cái clip đó hoàn chỉnh thành một bộ phim để cùng nhau động viên bà con trong miền Trung để trải qua cái giai đoạn khó khăn lũ lụt như này các bạn nhé. Thì rất mong là các bạn ủng hộ Hải. Tất cả những cái clip ngắn này mình sẽ phát trên video, sẽ gắn vào cuối video từ bây giờ là ngày 17 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020 các bạn nhé. Sau đó thì có như thế nào thì mình sẽ trực tiếp các bạn có thể là xem trên fanpage của mình này, Facebook fanpage, rồi Zalo, TikTok hoặc là kênh YouTube Sapa TV các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Hy vọng chúng ta sẽ có một cái buổi thiện nguyện ý nghĩa và cổ vũ tinh thần cho đồng bào miền Trung các bạn nhé. Ok, bye bye các bạn.